Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên và học sinh. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm và Trường Tiểu học Bình Thủy là những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho học sinh ngay từ những ngày cuối tháng 10. Tại đây, các em học sinh được giáo viên tuyên truyền luật giao thông đường bộ, luật trẻ em, luật an ninh mạng. Ngoài ra còn giao lưu tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan mật thiết đến lứa tuổi các em, giúp học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật để vận dụng vào cuộc sống. Em rất là vui khi được tham gia cái hoạt động sinh hoạt ngoại khóa như thế này, tại vì em có thể tuyên truyền với các bạn là những cái luật pháp Việt Nam, giúp các bạn nâng cao ý thức. Một trong những hoạt động nổi bật của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm là sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật thông qua các tiểu phẩm do chính học sinh của trường biểu diễn. Trường cũng đổi mới hoạt động tuyên truyền pháp luật thông qua phát động vẽ tranh trong học sinh, tạo sân chơi bổ ích, khơi sức sáng tạo trong học sinh. Các tranh vẽ tiêu biểu được chọn trưng bày tại buổi truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật của trường. Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà trường tích cực trong công tác tuyên truyền đến toàn thể viên chức, nhân viên, người lao động trong nhà trường các văn bản luật của Quốc hội khóa 15 đã được thông qua với nhiều hình thức trong học hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tuyên truyền trên nhóm Zalo chuyên môn, tuyên truyền trên cổng công nghệ thông tin điện tử của nhà trường. Ở trường Tiểu học Bình Thủy, hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức thượng tôn pháp luật, đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho học sinh trong các tiết dạy, bổ sung các thông tin tuyên truyền pháp luật tại bản tin măng non và bổ sung các đầu sách pháp luật tại thư viện của trường để học sinh thuận lợi tìm hiểu pháp luật. Qua hoạt động này giúp em hiểu được về pháp luật và biết cách đối phó với những điều xấu, điều không tốt, độc hại. Trường Tiểu học Bình Thủy đã và đang triển khai trong cán bộ giáo viên các cuộc thi trực tuyến do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ và ngành giáo dục và đào tạo thành phố phát động, tạo sức lan tỏa, giúp cán bộ giáo viên chủ động tham gia tìm hiểu pháp luật. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì trường Tiểu học Bình Thủy thì tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh về các cái luật giống như luật an toàn giao thông, luật an ninh mạng, tuyên truyền qua các cái buổi sinh hoạt dưới cờ. Đối với triển khai cái Ngày Pháp luật Việt Nam thì ngành giáo dục và đào tạo và các cái cơ sở giáo dục thì cũng đã có cái triển khai quán triệt đến các cái cơ sở giáo dục. Và trên cơ sở đó thì các cái cơ sở giáo dục tùy theo cái điều kiện là thực tế tổ chức là nhiều cái nội dung hình thức rất là phong phú để tuyên truyền cho Ngày Pháp luật là Việt Nam, từ cái công tác thông tin truyền thông rồi tổ chức các cái hoạt động gắn với các cái hoạt động là giáo dục rồi trải nghiệm rồi gắn với cái giáo dục là truyền thống của đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giúp các em học sinh được cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật để giảm thiểu vi phạm pháp luật.